một đều. Và từ pha bóng này, các cầu thủ Eco Park đã sang bằng tỷ số. Người ghi bàn là Nhật Châu. Đó có lẽ Dũng Mốc dứt điểm 2-1. Bàn thắng thứ hai của Hiệp Châu, cú đúp của Hiệp Châu trong trận đấu này. Và cho dù thủ môn Biên Kepa có xuất sắc như thế nào đi nữa cũng không thể cản phá vào bóng vừa rồi. Họ đang tỏ ra hơi cứng. Qua người rất hay, dứt điểm, không phải dứt điểm mà là vào chuyền bóng rất đẹp để cho Tú Nê Ma nên tỷ số lên 3-1. Một pha bóng rất hay, một pha rút kinh nghiệm của Sinh Dù. Mới đây thì không biết ai đó là tên cho Sinh Dù là Sinh Sala, số có đội bóng thứ 3 xuất sắc nhất vào thi đấu vòng tứ kết. 4-1. Thêm một pha chuyền bóng nữa của Sinh Dù. Người kết thúc lần này là Lương Thành Nam. 4-1 cho cầu thủ Eco Park. Gì khó khăn đối với Sĩ Khang. Rất nguy hiểm cơ và đã có bàn mở tỷ số dành cho cầu thủ Eco Park. Trong một tình huống không ngờ tới thì bàn thắng đã tới đối với Đức Ba Tì Gồn. Một pha không hiểu ý giữa thủ thành cùng với trung vệ của Hồng Lĩnh. Sự vui sướng tới từ những cầu thủ dự bị trong đội hình của cầu thủ Eco Park xuất phát từ cú phạt bóng rất khó chịu của thủ thành Sĩ Khang. Vẫn mất thời gian. Thanh Quý chân trái 1-0. Pha sút bóng không mạnh nhưng đầy hiểm hóc của Thanh Quý. Sự thay đổi người hợp lý bên phía câu lạc bộ Eco Park. Vũ Quốc Văn chống trải dứt điểm. Pha dứt điểm tốc độ, pha dứt điểm của cầu thủ rất dị Hồng Quân. Pha xoạc bóng của Hiệp Châu. Bên phía câu lạc bộ HTT có sự thay đổi về thủ môn. Thủ môn Quang Gấu vào sân để thay cho anh Tún. Anh Tún đã quá vất vả trong trận đấu ngày hôm nay. Tình huống bắt bóng của Sĩ Khang. Ngày hôm nay thì có cả sự có mặt của Quang Thế Tài. Dây Trung, Dây Trung đã có bàn mở tỷ số. Một tình huống dứt điểm của Dây Trung, bóng đã đập vào chân hậu vệ của Coca. Bóng đi đổi hướng và có bàn thắng dành cho Eco Park. Bàn thắng đến từ rất sớm với Eco Park, một chút may mắn nhưng nó cũng cho thấy sự quyết tâm phút thi đấu thứ 3 và cầu thủ Eco Park đã có được bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Một tình huống rất đơn giản. Đức Bà Tì Gồn là người chuyền lên. Danh Trung đã có một cú dứt điểm. Bóng đập trúng vào chân của đội trưởng Hoàng Việt đổi hướng. Sĩ Khang cũng đã xuất hiện và bắt rất tốt. Dũng Mốc và bóng lên rất nhanh của Đức Bình. Đức Bình rất chính xác và lại là bộ đôi của các thủ Eco Park tạo nên tỷ số là 2-0. Rất nhanh. Lại là cú đúp của Danh Trung. Chúng ta vẫn thấy được một sự phối hợp rất hay đến từ cầu thủ áo xanh. Vừa rồi thì hàng phòng ngự của cầu thủ Coca đã bị bỏ lại phía sau. Trời có nét hơn. Nhưng rất đáng tiếc như vậy là lại hat-trick dành cho Danh Trung. Thực sự không thể cưỡng nổi ở trong trận đấu này. Lại không cho các cầu thủ Coca có thêm được một lợi thế về mặt tâm lý. Danh Trung đã đá nối rất nhanh, một tình huống có vẻ như dạy cho Eco Park. Sinh Sala. Đức Ba Tì Gồn. Cơ hội rất đơn giản cho Sinh Sala. Con gà son của Eco Park. Ngay sau khi Coca có được một thế trận tốt, họ đã tổ chức tấn công và các cầu thủ phòng ngự của họ đã dâng quá cao. Bên ngoài sân thì Eco Park chuẩn bị có sự thay đổi người tiếp theo. Đây là Nam Đen. Tốc độ của Nam Đen. Cánh chim không mỏi bên phía hay là cánh phải của Eco Park cũng đã lên tiếng với một pha solo mẫu mực.
với giải chân rất dài. Chúng ta sẽ theo dõi lại tình huống này. Hiệp chủ rất là léo, dứt điểm không vào, dứt điểm 1-0. Hai cú dứt điểm liên tiếp của Minh Đồm, nhưng công lớn trong bàn thắng vừa rồi thuộc về hiệp chủ. Chúng ta cùng xem lại, đỡ bóng, sau đó là nghiêng trái và nghiêng phải, sau đó tung ra cú chuyền chứ không phải là dứt điểm. Thủ môn Thành Đức Hiệp để gói bóng ra. Phản công, hiệp chủ, hiệp chủ đánh trung, đánh trung phá điểm mang ngoài rất hay, không được, dứt điểm 2-0. Trọng tài đã công nhận bàn thắng. Chúng ta hãy chờ xem, chúng ta hãy chờ xem quyết định của trọng tài. Đầu tiên là hiệp chủ, pha vỉa má ngoài rất hay của hiệp chủ dành cho Danh Trung. Thủ môn Công Thành đã cản phá được pha dứt điểm đầu tiên. Như vậy có bàn thắng cho các cầu thủ. Chúng ta hãy cùng xem một góc máy khác cận hơn. Sau đó có rất nhiều cơ hội nhưng lại không thể ghi bàn. Tùng Anh đành chờ mùa giải năm sau và xin chúc mừng cầu thủ Eco Park. Mình di chuyển đi. Quả thật quá tiếc cho họ khi mà pha dứt điểm cuối cùng lại trúng xà ngang, khi mà thủ môn Sĩ Khang đã hoàn toàn bó tay. Xin chúc mừng cầu thủ Eco Park. Họ đã có chiếc vé thứ 11 của HPL F8. Vừa bóng tốt, vừa có khả năng chia bài, lại vừa có khả năng đi bàn thắng. Dứt điểm, không vào. Pha đi bóng quen thuộc là của Hiệp Châu. Cơ hội. Dứt điểm, không vào. Sau pha dứt điểm của Sinh Dù thì nhiều thành viên trong ban lãnh đạo của câu lạc bộ Eco Park đã ngã ra sân. Rất tiếc cầu thủ Eco Park. Thời gian trận đấu vẫn còn nhiều và đã tốt rồi. Nam Điện rất trống trải, không vào, vẫn không vào. Và xe nhịp đập iFull và iFull TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.